Thông tin tiểu sử ca sĩ Wendy Thảo, ca sĩ Wendy Thảo sinh vào ngày 9 tháng 1 năm 1993. Tên thật là Nguyễn Thảo Kha, là một ca sĩ hot girl được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Với ngoại hình dễ thương, khuôn mặt xinh xắn và chất giọng lạ, Wendy Thảo đang dần tạo dựng được chỗ đứng vững chắc của mình trong làng âm nhạc Việt là một cô gái với cá tính mạnh mẽ nhưng lại thể hiện sự yếu đuối trong các ca khúc mà cô thể hiện wendy thảo sở hữu một ngoại hình dễ thương một giọng hát rất lạ và một hình tượng đa phong cách cô nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khắp nơi và đặc biệt là trên các trang mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt nghe xem và chia sẻ trên facebook youtube và Jimba cuối năm 2015, cô đầu quân cho nhạc sĩ Tường Quân trưởng nhóm nhạc Tam Hổ và phát hành album Không Còn Nợ Nhau, ca khúc Không Còn Nợ Nhau đã thu hút được hơn 10 triệu lượt nghe trên mp 3 dinh vn và đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube. Sau thành công của ca khúc này, Wendy Thảo đã nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Album Đừng nhìn em khóc mới biết em đau vào đầu năm 2016. Cô còn làm một bộ ảnh lung linh, huyền ảo để dành tặng cho khán giả. Ca khúc chủ đề của album là Đừng nhìn em khóc mới biết em đau là ca khúc do nhạc sĩ Tường Quân sáng tác riêng cho Wendy Thảo. Tường Quân cũng chính là người quản lý của nữ ca sĩ này. Một điều đáng nói đó là sau khi album này ra mắt được 2 tuần thì số lượt nghe ca khúc Đừng Nhìn Em. Khóc mới biết em đau đã lên tới 5 triệu lượt. Không chỉ nổi tiếng bằng giọng hát, Wendy Thảo còn chinh phục khán giả bằng khả năng sáng tác của cô cô đã sáng tác nhiều ca khúc nhưng hầu như các ca khúc đều do các ca sĩ khác trình bày danh sách album của wendy thảo đừng nhìn em khóc mới biết em đau wendy thảo xuân phát tài single wendy thảo không còn nợ nhau wendy thảo vì anh là do wendy thảo vì ai wendy thảo